Trước những bất cập trong ngày đầu các doanh nghiệp triển khai tự xét nghiệm cho shipper, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày mai ngày 25 tháng 9, shipper tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tự xét nghiệm, tần suất là 3 ngày một lần. Các doanh nghiệp tổ chức phát các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho shipper, không thu phí xét nghiệm của shipper. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào cuối giờ chiều nay. Dù đã được cấp miễn phí kit test, nhưng nhiều shipper vẫn phải đóng tiền xét nghiệm là một trong những bất cập trong ngày đầu tiên các doanh nghiệp tự xét nghiệm. Trước vấn đề này, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, rà soát cho thấy có hai đơn vị thu tiền xét nghiệm của shipper với mức giá là 75.000 đồng. Nguyên nhân được các đơn vị này lý giải là doanh nghiệp chậm nhận được kit test và trước đó có hợp đồng ký với bệnh viện để lấy mẫu cho shipper từ trước đó. Thì báo với các anh chị là Sở Công Thương cũng đã làm việc và đề nghị các đơn vị này chính thức là không có cho thu bất cứ một khoản phí nào. Và cái việc yêu cầu là phải để cho shipper phải tự xét nghiệm và tự chịu trách nhiệm. Hai cái trường hợp mà đã thu phí thì chúng tôi sẽ làm việc lại và có lẽ là sẽ thu hồi lại các cái kit test mà họ đã lấy tiền của thu tiền của các shipper. Thì trước mắt là như vậy. Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện công tác tổ chức xét nghiệm theo phương thức. Các doanh nghiệp tổ chức phát các bộ xét nghiệm nhanh, kháng nguyên cho các shipper để mỗi shipper tự xét nghiệm theo nguyên tắc mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người với tần suất 3 ngày một lần, chịu trách nhiệm về tầm soát dịch bệnh của bản thân. Sau khi xét nghiệm xong thì là có thể là chụp hình rồi chứng minh cái kết quả xét nghiệm đó gửi về cho công ty để mà up lên cái trang dữ liệu dùng chung của thành phố để mà kiểm tra kiểm soát. Và công việc còn lại là Sở Công Thương cùng các sở ngành kiểm tra, và nếu mà thấy rằng nó có sai sót, có vi phạm, đặc biệt là cái cố tình vi phạm thì sẽ có cái chế tài. Và rất là đơn giản là cắt app, không cho hoạt động nữa. Khi mình sử dụng cái test thì là test gộp 3, nhưng mà mình lại hướng dẫn là người ta đi về nhà tự test, cho nên không lẽ là 3 người chụm chụm lại một nhà mà test. Vậy thì dẫn đến cái số test nó không đủ cho các anh em shipper. Anh Phương ha, cái này phải tính toán lại để làm sao nếu mà mình phát thì mình phải đề xuất phát cho đủ. Và cũng báo với anh Hải với các anh chị là Sở Y tế thực hiện theo cái công văn của Sở Công Thương theo cái tinh thần là 3 người nằm một cái test gộp á, thì cũng đã phát đủ cho phía bên Sở Công Thương để gửi cho các cái công ty công nghệ. Như vậy thì trong thời gian tới chúng ta sẽ cùng phối hợp với nhau để hỗ trợ tốt nhất cho các cái lực lượng đối tượng shipper này. Theo Sở Công Thương thành phố, trong trường hợp phát hiện doanh nghiệp chưa đảm bảo việc thực hiện theo điều kiện quy định hoặc có thông tin phản ánh qua báo chí, sở này sẽ thực hiện ngay biện pháp tạm ngưng hoạt động của các ứng dụng giao hàng bằng công nghệ của các doanh nghiệp có đăng ký với sở. Trong bối cảnh mà dịch COVID-19. Thưa quý vị, sau một ngày cân nhắc thì nhiều nền tảng giao hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thuê dịch vụ xét nghiệm và để shipper tự chi trả chi phí. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu triển khai, bên cạnh việc phải tốn chi phí xét nghiệm, thì các shipper đã gặp không ít khó khăn khi số điểm xét nghiệm khá ít, lượng tài xế lại đông nên nhiều shipper phải chờ đợi rất lâu. Ghi nhận của chúng tôi tại một điểm xét nghiệm ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm, hàng trăm tài xế xe công nghệ đã tập trung trước một điểm lấy mẫu xét nghiệm trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong số các cơ sở y tế được các hãng công nghệ kết nối thực hiện dịch vụ xét nghiệm cho tài xế. Do lượng tài xế khá đông, địa điểm lấy mẫu ít nên các shipper phải chờ đợi rất lâu mới tới lượt lấy mẫu. Hôm qua mới thấy thông báo, hôm nay mình mới đi test, nghỉ 2 hôm. Công ty thông báo test thì là mình tự trả phí, rồi đi ra các trạm y tế hoặc bệnh viện để test. Thay đổi đột ngột vậy cũng gây rất là khó khăn cho anh em. Tại vì thứ nhất là cái điểm test thì không nhiều, anh em phải đi khắp, nói chung là đi kiếm nhiều nơi lắm mới đến được chỗ đây, chứ không có phổ biến để mà anh em có thể test ấy được. Thì lúc trước thì nói chung là anh em xếp hàng dài để test, thì bây giờ tình trạng cũng như vậy thôi. Theo hãng công nghệ Grab, đến 21 giờ tối qua, nền tảng này đã kết nối thêm được một số cơ sở mới
nâng lên tổng số điểm xét nghiệm cho tài xế là 16, phân bổ tại 13 quận, thành phố Thủ Đức. Tài xế của hãng cho hay, phía doanh nghiệp này có thông báo các địa điểm test nhanh cho shipper và chi phí xét nghiệm là từ 75.000 đến 150.000 đồng một tài xế tùy địa điểm và shipper sẽ trả tiền tại địa điểm test này. Tương tự, nhiều hãng như Bee, Aha Move thu 75.000 đồng một lần xét nghiệm. Trong khi đó, Bemin có chính sách hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm cho shipper của hãng với hai khung giờ xét nghiệm là từ 5 đến 10 giờ sáng và 14 đến 21 giờ xét nghiệm 3 ngày một lần. Trước thì miễn phí, bây giờ chạy thì đơn thì 2-3 đơn, rồi xăng rồi thêm 200 ngàn test nữa, khổ cho tụi shipper lắm. Test nhóm 3 người anh, mỗi người 200 ngàn. Là test nhóm 3 người mà test riêng lẻ thì một người 300 ngàn. Em chạy ngày 3, có khi bằng ngày được 300, 300 mấy mà test thôi. Sáng giờ bỏ hết 200 ngàn ra đi test rồi. Cũng trong sáng nay, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp khẩn với 34 doanh nghiệp triển khai dịch vụ giao hàng qua ứng dụng công nghệ trên địa bàn thành phố. Sở Công Thương đề xuất phương án để các tài xế tự xét nghiệm COVID-19 theo mẫu gộp 3 người. Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ do Sở Y tế cung cấp trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công Thương theo nguyên tắc mẫu gộp 3 người, 3 ngày một lần. Thưa quý vị, thưa các bạn, CDC Hà Nội vừa cho biết ngành y tế đang tiến hành điều tra dịch tễ một người tử vong trong tư thế treo cổ, xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội. Còn nguyên nhân vì sao F0 trên tử vong thì phải đợi kết luận từ phía cơ quan công an. Hiện y tế phường Nguyễn Du đang tiến hành điều tra truy vết các trường hợp thuộc diện F1, F2, F3 có liên quan. Được biết, người đàn ông này trước đó sống tại khu vực ổ dịch cũ, được lấy mẫu vào ngày 23 tháng 9. Kết quả xét nghiệm vào sáng nay 24 tháng 9 cho thấy người đàn ông này dương tính với SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong trưa ngày 24 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 4 ca COVID-19, trong đó có 1 ca phát hiện qua sàng lọc có ho sốt tại Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Tính từ 17 giờ ngày hôm qua đến 17 giờ ngày hôm nay 24 tháng 9 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 của Việt Nam, Việt Nam ghi nhận 8.537 ca nhiễm mới, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 8.530 ca được ghi nhận trong nước, tức là đã giảm 935 ca so với ngày trước đó. Tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó có 4.068 ca được ghi nhận trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh nhiều, đó là thành phố Hồ Chí Minh với 3.786 ca mắc, Bình Dương 2.978 ca, Đồng Nai 803 ca, Kiên Giang 203 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất so với ngày trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã giảm 1.266 ca, Tây Ninh giảm 33 ca, Đắk Nông giảm 29 ca. Ngày hôm nay, cả nước có 12.371 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận 203 ca tử vong, trong đó nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là 140 ca. Trong bối cảnh mà dịch COVID-19 tại nhiều địa phương vẫn còn đang diễn biến phức tạp, thì việc kiểm soát người và phương tiện ra vào các địa phương là điều cần thiết. Tuy nhiên, cách chống dịch lại không thống nhất theo chỉ đạo chung, dẫn tới mỗi nơi một kiểu, khiến cho cả người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, gặp rất nhiều sự khó khăn khi di chuyển giữa các địa phương. Chốt kiểm dịch trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ngày 21 tháng 9, hàng trăm người dân đang chờ qua chốt để được về quê. Những tưởng sẽ được gặp người thân sau gần 2 tháng Hà Nội giãn cách. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì người đàn ông này nhận được thông báo phải quay đầu xe vì không có giấy đi đường. Bổ sung thêm cái giấy đi đường xác nhận của địa phương từ nơi mình ở đến nơi mình đến là em còn thiếu một cái giấy đó. Theo quy định mới, người từ địa phương khác muốn về Hải Phòng, ngoài giấy xét nghiệm real-time PCR âm tính, sẽ phải cách ly 14 ngày, đồng thời phải có giấy đi đường có xác nhận của địa phương nơi cư trú. Đặc biệt, người vào công tác phải có văn bản đồng ý từ Ban chỉ đạo chống dịch của thành phố. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng có được các loại giấy tờ này. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Phòng đã thừa nhận, nhân viên y tế đòi hỏi bản cứng xác nhận cho phép về công tác trong lúc này là cứng nhắc, vì trong những trường hợp công tác khẩn cấp như phòng chống dịch, thông tin thời sự, bão lũ thì yêu cầu này là không linh động. Trả lời qua điện tử là cũng đã có tính chất hiệu lực, bởi vì là đúng là nếu mà để bản cứng mà trong lúc dịch giã gửi qua bưu điện thì chắc là cũng rất là lâu đúng không, và sẽ không kịp thời đúng không. Cái đấy có thể là các bạn ấy chưa hiểu hết được về cái đặc tính công việc. Không chỉ gặp khó với giấy đi đường, nhiều người dù đã có đủ giấy tờ theo quy định nhưng không thể qua chốt
vì phần mềm khai báo y tế của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư liên tục bị lỗi. Dù trước đó, phần mềm này được Bộ Công an giới thiệu là thân thiện, dễ sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay cả những người giỏi về công nghệ cũng rất khó khăn mới hoàn thành được việc khai báo y tế. Trong khi đó, cán bộ tại chốt kiểm dịch lại không chịu cung cấp bản khai bằng giấy cho người dân. Chúng tôi dùng điện thoại đây, thế nhưng mà 3 trường hợp này, 1, 2, 3, sử dụng mã POT đều không được. Thế thì chúng tôi có thắc mắc là tại sao không dùng cái bản giấy. Còn nhiều chốt khác người ta sử dụng, nhưng mà chốt này nói là không sử dụng. Rất là bất cập. Khai báo sẵn bằng cái hệ thống điện tử thì cũng chỉ 5 đến 10 phút thôi. Là một người chứ không thời cũng không ách tắc lâu so với tất cả các địa phương khác. Cũng chính vì loay hoay không khai báo y tế được, nên có những chiếc xe cứu thương chở người bệnh nặng mắc kẹt ở chốt. Một bệnh nhân tim mạch của tỉnh Hải Dương phải mất gần 1 giờ đồng hồ mới hoàn thiện được việc khai báo y tế. Gửi cái số điện thoại thì cái mã OTP nó không đến, nên nhiều lúc phải mượn số điện thoại người khác để nhập. Rất là mất thời gian. Không thể phủ nhận, việc kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào sẽ giúp hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, việc các địa phương đang áp dụng máy móc các quy định hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, đặc biệt là sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.